Tôi muốn nói chuyện với cậu về cuộc chiến vì linh hồn của Los Angeles. Ta không thụ lý vụ án nào ở đây hết. Ta sẽ khai chiến. Bằng, anh không thể bắn tôi. Anh là cảnh sát. Giờ thì không. Đón xem bộ phim Biệt đội bài trừ tội phạm trên kênh Cinemax.